Noel là dịp lễ đặc biệt nhất đối với người phương Tây. Và ở Việt Nam, Giáng sinh cũng đang trở thành một ngày đặc biệt trong năm. Trong ngày lễ đặc biệt nhất này, người phương Tây và một bộ phận người dân sành ăn ở nước ta thường ăn những món ăn và uống những loại đồ uống đặc biệt. Riêng với đồ uống, các loại rượu hay cốc tai giàu hương vị và màu sắc được ưa chuộng đặc biệt trong đêm Giáng sinh. Trong số các loại đồ uống, Moon Wine được coi là đồ uống truyền thống dành cho dịp lễ hội, đặc biệt là mùa Giáng sinh và năm mới. Loại rượu đặc biệt này được pha chế và hâm nóng từ rượu vàng đỏ và các vị cam, quế, hồi, xả và thảo quả. Khi Noel đang gần kề, các gia đình yêu thích văn hóa ẩm thực phương Tây hoàn toàn có thể tự pha chế loại rượu vang đặc biệt này để thưởng thức hay đãi khách trong đêm Chúa Giáng Thế. Chúng ta đổ 1/4 chai rượu vang đỏ
vào và tăng nhiệt độ của bếp lên. Sau khi tôi cho đổ từ vang vào xong, chúng ta đảo nhanh xuống nồi để các thành phần đảm bảo được trộn lẫn vào nhau và mang lại một cái hương vị rất là ngọt ngào. Và quá trình này thì chúng ta đã thực hiện đun trong vòng khoảng 3-5 phút, khi mà nhìn thấy cái dung dịch ở bên trong bắt đầu sánh và mùi hương bắt đầu của các nguyên liệu bắt đầu tỏa ra rất là mùi rất là thơm. Sau khi khuấy đều xong, chúng ta lại vung nắp nồi lại để cho các nguyên liệu đạt đến mức độ chín nhất định. Kiểm tra đã thấy tất cả các nguyên liệu đã đạt đến mức độ chín cần thiết, chúng ta cho đốt chỗ rượu mang trong chai và vào trong nồi. Tiếp tục để vung lại và chờ khoảng 2 phút cho đến khi mà rượu mang mu ngoài bắt đầu được nóng dần lên. Hơn 1 phút nữa, một cái đồ uống mu ngoài của chúng ta sẽ hoàn thành và chúng ta đã ngửi những mùi của hương liệu của thảo quả của hoa hồi đang rất là thơm và xua tan đi tất cả những cái sự giá lạnh của ngày mùa đông, ngày Giáng sinh. Vậy là mu ngoài của chúng ta đã hoàn thành và chúng ta có thể giảm bỏ bếp để giữ ấm. Với đồ uống này thì chúng ta nên uống và ở một nhiệt độ hơi ấm một chút, nó sẽ mang lại những vị ngon nhất định và không được nóng quá. Nếu mà nóng quá thì có thể sẽ với một nhiệt độ có thể đạt được là khoảng tầm hơn 40 độ thì nó cũng không quá nóng mà cũng không quá nguội. Với nguyên mua ngoài như này thì cái đặc điểm nó là cái màu rượu vang nó đỏ sẫm và một ly rượu vang nó hơi đục một chút vì nó có các loại nguyên vật liệu vào, nhưng mà có một cái mùi thơm rất đặc trưng, mùi thơm rất thanh tú. Chúng ta có thể sử dụng một thanh quế để làm vừa làm quay quấy vừa làm trang trí cho nguyên mua ngoài này. Moonwai được coi là loại rượu dành cho nam giới. Không chỉ có hương thơm lừng của các loại thảo mộc, loại rượu vang nhẹ này còn có vị đặc biệt hòa trộn từ vị chát của vang đỏ, vị cay của vỏ cam và vị ngọt từ quế và nước cam. Không chỉ vậy, loại rượu này còn mang lại cảm giác cho cơ thể giữa tiết trời đông lạnh giá. Công dụng này có được từ các loại thảo mộc như quế, hồi, xả và đặc biệt là thảo quả. Với loại Moonwai được giới thiệu trong chương trình vừa rồi thì đây là một loại đồ uống rất được phổ biến ở các nước phương Tây, đặc biệt là xuất xứ từ nước Anh và được rất nhiều các nước trên thế giới sử dụng vào nhân dịp Giáng sinh. Với những đồ uống này thì người ta sử dụng với một cái ý nghĩa là giống như chúng ta là vào các ngày đầu năm mới, các ngày lễ thì chúng ta cũng cần có những cái gì đó nó gọi là thanh tịnh, hoa hồi, thảo quả, quế thì nó cũng là một cái mong muốn với người ta là mang lại tất cả những cái gì thanh khiết nhất cho năm mới sắp đến. Và bên cạnh đó là nó cũng rất có lợi cho sức khỏe, là với những cái chất mang làm nóng ấm cơ thể. Nhân chương trình này tôi giới thiệu với quý vị các bạn một món đồ uống được gọi tên là Pink Xmas, tức là Giáng sinh hồng, là một loại đồ uống có thể được sử dụng rất nhiều ở các quán bar, nhà hàng tại Việt Nam nhân ngày Giáng sinh. Với hy vọng là khi thưởng thức loại đồ uống này cũng sẽ mang lại cho quý vị những khoảnh khắc khó quên trong ngày Giáng sinh. Với loại cocktail này, chúng ta sẽ cần có những thành phần như sau. Thành phần đầu tiên là rượu barley, một loại rượu làm từ kem tươi, vani và nền rượu whisky của xứ sở Ireland. Thành phần thứ hai là rượu Grand Marnier, được làm từ vỏ cam
tinh dầu vỏ cam và mật ong đến từ nước Pháp. Thành phần thứ ba là grenadine syrup, một loại siro rất quen thuộc hay được còn gọi là siro lựu, được rất phổ biến ở trong các quầy bar, có công dụng làm thay đổi màu của cốc tai và mang lại một cái mùi vị rất là thơm ngon và tươi mới cho đến cốc tai. Phần thứ tư là nước cam tươi, nước cam tươi nguyên chất, và tôi bắt đầu làm loại cốc tai này. Công thức để pha chế loại đồ uống này như sau: rượu Bailey 40ml, Grand Marnier 20ml và siro lựu 20ml, nước cam tươi 120ml. Tất cả các thành phần tôi cho vào ly trộn của bình lắc. Công đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ cho đá vào trong bình lắc. Và với loại bình lắc này, chúng ta hoàn toàn có thể cho rất nhiều đá để mang lại vị mát lạnh cho đồ uống. Sau khi ly trộn đã đổ đầy đá, ta bắt đầu đậy bình lắc lại và bắt đầu lắc cốc tai. Thời gian lắc nhanh mạnh dứt khoát, kéo dài trong 40 giây. Sau khi lắc thì chúng ta nhìn thấy là ở ngoài vỏ bình lắc hơi lạnh đã bắt đầu tỏa nhiệt ra và làm mờ bình lắc rồi. Lúc đấy ly này là ly trộn và đã được sử dụng để đựng các loại đồ uống và đá. Sau khi lắc xong thì nó sẽ trở thành cái nắp và toàn bộ đồ uống sẽ nằm ở phần inox. Chúng ta gõ nhẹ để mở lắc, sử dụng lọc rót đồ uống ra ly. Moonwine được coi là loại rượu dành cho nam giới, thì Pink is Merch được coi là một cốc tai ngọt ngào, mát lạnh dành cho nữ giới. Không chỉ có màu sắc đẹp mắt, Pink is Merch còn là loại đồ uống tốt cho dung nhan chị em phụ nữ, vì cốc tai được làm từ rượu nhẹ và hoa quả. Độ cồn ở trong cái sản phẩm cốc tai đó thì nó tạo ra cho cơ thể có cái nhịp đập tim nhanh hơn, hô hấp tăng hơn, thế rồi là mạch nó giãn nở hơn, cho nên là các cái chất dinh dưỡng nó ngấm vào cơ thể một cách nhanh hơn. Thứ hai nữa là nếu mà chỉ có nước hoa quả không thì nó đơn thuần thì ta uống vào nó cũng hấp thu chậm hơn. Thế nhưng mà đây này, ngoài nước hoa quả rồi thì cái lượng đường hay là cái lượng sữa, lượng format hay là cái lượng kem cho vào nó còn có các cái chất dinh dưỡng tốt hơn là hoa quả đơn thuần. Đêm Giáng sinh, cả gia đình, người thân, bạn bè ngồi quây quần trò chuyện và nhấp từng ngụm Moonwine hay Pink Xmas ấm nóng, cay cay, thơm thơm sẽ xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông.